Video này được mang đến cho bạn bởi Chum Sticker Nơi chúng tôi bán đầy đủ các loại sticker Sticker để làm gì? Sticker để bạn dán lên bàn, dán vào laptop, dán vào máy tính, dán vào mông người yêu Dán vào mông còn lại của người yêu Hiện tại thì với chỉ 1.000 đồng các bạn có thể nhận được một gói sticker dùng thử Cùng với đó nhân dịp khai trương chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi Mua càng nhiều giảm càng sốc Chi tiết về mua hàng và sau các bạn có thể tìm trong đường link ở phần mô tả và bình luận Đương nhiên là chùm Quế và chùm Figure cũng đang có cực kỳ nhiều ưu đãi Các bạn cũng có thể mua ở đây luôn. Video này được sử dụng tốt nhất khi ăn cơm hoặc bật lên để đi ngủ Vết series anime kể về 7 pháp sư tham gia một trận chiến sinh tồn Và họ có thể triệu hội được các nhân vật lịch sử và thần thoại để chiến đấu cùng mình Với câu chuyện lôi cuốn át đẹp, át đẹp tùy người. Combat luôn thuộc top đầu của dòng phim anime. Phép cuộc chiến chén thánh chắc chắn sẽ là một lựa chọn không tồi cho những người đam mê phim ảnh anime đánh nhau và đây là tất tần tật những gì bạn cần biết về cuộc chiến chén thánh và câu chuyện về cuộc chiến chén thánh lần thứ tư diễn ra trong Fate Zero. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về lịch sử của chén thánh. Từ xa xưa có một vật phẩm quyền năng tồn tại giúp bất kỳ ai sở hữu có thể có một điều ước. Người ta gọi nó là chén thánh. Thế nên vào 200 năm trước, ba gia tộc Iceberg, Matou và Tosaka đã sáng lập ra một cuộc chiến để tranh giành chén thánh và người ta gọi nó là cuộc chiến chén thánh. Tom Tom Tom. Cứ 60 năm một lần thì chén thánh sẽ chọn ra 7 master ngẫu nhiên để đánh lẫn nhau và người sống sót cuối cùng sẽ giành được cái chén. Để thêm phần kịch tính thì 7 master này có thể triệu hồi được 7 chiến binh chiến đấu cùng mình, gọi là anh linh, hiểu đơn giản là các chiến binh. 7 anh linh này có thể đến từ thuần thoại hoặc quá khứ và được cung cấp ma lực bởi chén thánh để trở lại thế giới hiện đại tham gia cuộc chiến với 7 hệ khác nhau bao gồm Saber, kiếm sư, Lancer, thương sĩ, Archer, cung thủ, Rider, kỵ sĩ, Caster, bình luận viên nhầm phù thủy, assassin, sát thủ và berserker cuồng chiến binh sau 3 cuộc chiến đầu tiên thì không có người giành chiến thắng và sau đây là những gì sẽ diễn ra trong cuộc chiến chiến thánh lần thứ tư. Trước khi đánh nhau thì tôi sẽ nói về các Master. Master đầu tiên xuất hiện vào 8 năm trước cuộc chiến chiến thánh lần thứ tư diễn ra. Anh là Emiya Kiritsugu. Tôi gọi là em nhé, tên hơi dài. Một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay nhưng mà lại muốn cứu rỗi nhân loại. Anh có một người vợ tên là Iris thuộc gia tộc Iceburn và có cùng cô một đứa con. Anh có lệnh chú trên tay, dấu hiệu của việc trở thành Master trong cuộc chiến sắp tới. Em sẽ đại diện cho gia tộc nhà vợ để tham gia cuộc chiến với mục đích sử dụng điều ước chén thánh và thực hiện lý tưởng của mình. 3 năm trước cuộc chiến diễn ra, Master thứ hai xuất hiện, anh là Tokyo Mi Tosaka, đại diện cho gia tộc Tosaka. Ông này cực kỳ muốn chiến thắng nên đã hẹn gặp một sát thủ tên là Kotomine Kirei và đề nghị anh trở thành master thứ ba trong trận chiến sắp tới với tư cách là đồng minh của gia tộc tosaka để cùng nhau tiêu diệt năm master còn lại là một người vô cảm và không hề có khao khát gì trong cuộc sống kirei có chút lưỡng lự nhưng mà do cha anh trọng tài của trận chiến và cũng là tay trong của nhà tosaka khuyên bảo nên kirei đã chấp nhận và hắn sẽ đến nhật bản học pháp thuật để chuẩn bị cho kế hoạch một năm trước cuộc chiến diễn ra master thứ tư lộ diện anh là kariya matu một người đã từ bỏ pháp thuật từ lâu và trốn tránh trách nhiệm gia tộc nhưng mà khi biết cha anh đang lợi dụng cô bé Sakura, một trong hai đứa con của người phụ nữ anh yêu, vợ của Master thứ hai Tokiomi để làm vật tế cho sau này. Kariya đã trở về để giải cứu cho cô bé và trở thành Master đại diện cho gia tộc. Tóm lại là ông này sim xong ông ấy muốn đi cứu con gái của người yêu, người mà đã là vợ của người khác. Và khi cuộc chiến trên thánh diễn ra thì những Master còn lại mới xuất hiện. Master thứ năm là Kenneth Achibo, một huân tước và giảng viên pháp thuật đại diện cho gia tộc Achibo xanh tiếng, tham gia cuộc chiến trên thánh với mong muốn khẳng định vị thế của mình với ba gia tộc kể trên. Master thứ sáu là Waver Velvet, một trong những học trò của K-Net. Anh luôn bị thầy của mình coi thường vì thân phận pháp sư thấp hèn, nên đã quyết tâm tham gia cuộc chiến để chứng minh điều ngược lại. Master cuối cùng thì hiện vẫn chưa biết là ai. Đó là tổng quan các Master. Còn giờ chúng ta đến với diễn biến cuộc chiến. Như đã nói thì các Master phải triệu hồi anh Linh để đánh nhau cùng mình. Và để có thể triệu hồi được anh Linh mong muốn, các Master cần phải có những thánh tích thuộc về anh Linh đó. Emilia có bảo kiếm Avalon nên anh triệu hồi được vua Arthur. Nhưng mà trong phim này là con gái với hệ Saber Karia triệu hồi kỵ sĩ Lancelot hệ Berserker Waver triệu hồi Alexander đại đế hệ Rider Và Tokiomi triệu hồi vua của các vị vua Gigamesh hệ Archer Ba anh linh còn lại thì chưa được hé lộ Về phía Waver, anh linh của cậu là Alexander đại đế Một vị vua đã từng chinh phạt nhiều nơi trên thế giới Với cái tôi cao hơn Waver cả mấy mét Nên là không hề dễ bảo một chút nào suốt chút nữa đã khiến Weaver phải dùng lệnh chú đầu tiên để ra lệnh cho ông nhưng mà cuối cùng cậu bình tĩnh lại và chấp nhận hòa bình với Rider và hỏi ông là có kế hoạch gì cho cuộc chiến không dĩ nhiên là ông không có tại vì khi có sức mạnh tuyệt đối thì chả cần kế hoạch gì hết Weaver nghe xong thì dần thắp sáng hy vọng về chiến thắng trong cuộc chiến lần này ngược lại với Weaver Emilia hoàn toàn dừng dưng với sự xuất hiện của Saber như thể là anh không cần cô trong trận chiến này mà trong đầu anh đang có những suy tính khác xa hơn sau đó chúng ta được đưa đến Nhật Bản có một tên giết người máu lạnh tên là Ryu. Yunosuke với sở thích vẽ phong ấn lên sàn nhà vô tình triệu hồi được một tên tội phạm khét tiếng râu xanh với hệ caster. Trái với mục tiêu chèn thánh của sáu người kia, hai tên này chỉ muốn thỏa mãn sở thích giết chóc của bản thân và gieo rắc nỗi khiếp sợ nên dân chúng. Cách đó không xa, Kotomine Kirei cùng anh linh của mình Hassan Isabat, kẻ đứng đầu hội sát thủ hồi giáo Assassin với hệ Assassin, đang chuẩn bị tập kích dinh thự Tosaka. Dù trước đó hai bên đã thỏa thuận đồng minh, bất ngờ chưa. Assassin xuyên qua kết giới của nhà Tokyo Mi như dạo chơi và đụng độ Archer và bị bắn một thanh kiếm kết liễu tại chỗ. Chiến thắng quá dễ dàng của Archer đã khẳng định vị thế của một vị vua kiêu ngạo nhưng rất quyền năng khiến Tokyo Mi phải trở thành chiếu dưới và cung phụng hắn. Nhưng mà không quan trọng, miễn là Archer mang về chiến thắng là được. Tin tức Assassin bị tiêu diệt dần đến tai nhiều Master khác khiến cuộc chiến dần trở nên cam go hơn. Rider dần bỏ thái độ bất cần của mình và trở nên nghiêm túc. Trong lúc đó, Emiya cũng đã đến Nhật Bản và giao cho Saber bảo vệ vợ mình và cùng đồng nghiệp Maya bàn kế hoạch tác chiến sắp tới, việc Kiray chủ động tìm đến trọng tài để xin rời cuộc chiến và nhà Tosaka để lộ thân phận của anh linh của họ vô cùng dễ dàng khiến Emilia nghi ngờ và giao cho Maya theo dõi Kirei cẩn thận để tránh không phạm luật. Về phía Iris, cô và Saber vô tình chạm mặt với Lancer Diamut, một á thần trong thần thoại Island và là anh linh của cây Nhưng hắn ta không hề lộ diện nên là Saber không dám động thủ trước. Lancer cũng đứng yên không làm gì, hắn định dùng ma thuật đẹp trai để quyến rũ Saber. Nhưng mà Saber là trinh nữ, thực ra là được trang bị khiến chống phép nên là trận đấu chuyển sang hệ vật lý. Hai bên giao chiến thận trọng vì điểm quan trọng nhất khi đấu với các anh linh là phải biết bảo khí của đối phương là gì. Bảo khí là vũ khí đặc trưng của mỗi anh linh. Lancer không không biết Saber đang cầm gì trong tay và Saber cũng không biết chết thương nào của Lancer là bảo khí thật. Ở phía xa, Emilia cùng Maya cũng chuẩn bị đột kích. Mục tiêu của họ là Master của Lancer, chứ không cần quan tâm các anh Linh đang làm gì. Vì đơn giản, đây là trận chiến giữa các Master. Chỉ cần Master chết thì anh Linh cũng dễ ra đi. Còn nếu anh Linh ra đi thì Master vẫn có thể tham dự tiếp chén thánh với tư cách solo. Sau một hồi quan sát, Emilia đã tìm được Kenneth, nhưng anh bị phân tâm vì có cả Assassin xuất hiện. Hắn chưa hề chết vì kẻ bị chết trước đó chỉ là một phần thân hắn tạo ra đó là kế hoạch của Tokyo Mi và Kirei để che mắt các Master Nhưng chính Tokyo Mi cũng đã bị lừa khi mà hắn tưởng Iris là master của Saber Quay trở lại trận chiến, Kaynes ra lệnh cho Lancer sử dụng bảo khí một cách thoải mái Thế là Lancer vứt kế đoạn thương và dùng trường thương Tưởng rằng đây là bất lợi cho anh nhưng mà chỉ với một chiêu duy nhất Lancer đã biết được độ dài bảo khí của Saber Trận chiến trở nên cân bằng và Lancer đâm xuyên được qua lớp áo giáp của Saber Bị vết thương bất ngờ, Saber đành để lộ thanh kiếm Excalibur của mình ra và trả đòn nhưng Lancer lấy lại cây đoạn thương vừa vất ra và đả thương Saber lần nữa. Iris cố gắng chữa trị nhưng thất bại và đó là sức mạnh của bảo khí Gedia của Lancer, thanh trường thương xuyên phép và thanh đoạn thương tạo vết thương sâu. Saber dần nhận ra thân phận chiến binh của Lancer và Lancer cũng nhận ra vị vô huyền thoại của các hiệp sĩ. Hai bên dành sự tôn trọng cho nhau và chuẩn bị tiếp tục trận chiến thì Waver và Rider xuất hiện trên ngang. Khác với các anh linh còn lại, Rider không ngần ngại để lộ danh tính của mình và tiện thể rủ luôn hai anh linh kia cùng mình chinh phạt thế giới. Sự bỗ bá của Rider khiến các hiệp sĩ như Saber và Lancer khó chịu. nét cũng nhận ra cậu học trò Waver và sỉ nhục cậu vì dám ăn trộm thành tích của hắn để triệu hồi Rider. Đứng giữa các pháp sư hùng mạnh, Waver tăng huyết áp nhưng mà anh linh của cậu là vua chinh phạt ông không ngần ngại thách thức tất cả những kẻ đang trốn chui lùi và quan sát trận đấu lần lượt a chờ cũng xuất hiện hắn sử dụng bảo khí cánh cổng babylon tạo ra vô số bảo khí khác hướng về rider Berserker cờ cũng xuất hiện khiến Archer chờ ngứa mắt và chuyển hướng tấn công sang hắn nhưng kỹ năng của Berserker vô cùng điều luyện vì hiện thân của hắn là kỵ sĩ Lancelot huyền thoại a chờ cáu vì không thể đả thương Berserker cờ hắn càng triệu hồi thêm nhiều bảo khí hơn nhận thấy tình hình đi quá xa tokyomi sử dụng lệnh chú đầu tiên của mình để ra lệnh cho a Trở về, điều này khiến Archer bất bình với Tokyo Mi và rời đi trong bực tức. Sau đó Berserker đổi hướng sang tấn công Saber. Với cánh tay bị thương, Saber dần thua thế, nhưng cô được Lancer giúp vì anh và cô vẫn chưa đấu xong. Nhưng Kint thì nghĩ khác, Saber chính là anh lính mạnh nhất và đây là cơ hội nhìn năm có một. Hắn dùng lệnh chú ép Lancer phải phối hợp với Berserker để tiêu diệt Saber. Emiya định kết liễu Kint để cứu Saber nhưng mà Rider đã làm trước vì ông rất khinh bỉ hành vi chơi bẩn của Master Lancer. Ông tham gia trận chiến bên phe Saber và ủi Berserker bay màu Sau đó đe dọa Kayneth sẽ hai đánh một để kết liễu Lancer nếu hắn không chịu rút lui Để bảo vệ danh dự cho Lancer, Kayneth buộc phải rút lui Rider hẹn khi mà Lancer và Saber đấu xong sẽ nhận lời thách đấu giữa hai người và rời đi Trận chiến vì thế mà tạm dừng, ai về nhà nấy Nhưng Saber vẫn dính vết thương nguồn rủa của Lancer Kariya ở trong góc tối cũng đang vui sướng vì đã khiến Tokyomi sử dụng lệnh chú Những con trùng tà thuật bắt đầu giết chết anh dù nó cho anh rất nhiều ma lực Ở một cống ngầm cách đó không xa, Caster đã quan sát trận chiến từ đầu và đem lòng yêu mến với Saber. Hắn bay đến tìm đến Saber và nhận cô là vợ của mình nhưng mà bị Saber bảo nốc. Nope". Thế là hắn lại bay đi và hứa sẽ khôi phục lại ổ cứng cho Saber vào lúc khác, tức là lấy lại trí nhớ ấy. Điều này đã bị Assassin phát hiện và hắn bắt đầu bám theo Caster. Trở lại với Kenneth đang trách Lancer vì không kết liễu Saber nhanh hơn nhưng bị chính vợ mình là Sola phản đối và trách mắng ngược lại là một kẻ hèn nhát chỉ biết nấp để ra lệnh. Kenneth nghe cái nóc nhà nói thì tỏ ra vẻ khó chịu và nghi ngờ ma thuật đẹp trai của Lancer đang bị ám lên vợ mình. Đúng lúc đó chuông cảnh báo vang lên không phải là NTR Alert mà là Kenneth nhận ra ngay kế hoạch hóa giải lời nguyền vết thương của Saber. Và hắn vô cùng thản nhiên vì cả tầng dưới đã được trang bị rất nhiều lớp kết giới bảo vệ nhưng Amiya đã tính toán hết. Chỉ chờ dân thường ra ngoài hết anh cho kích nổ cả tòa nhà và tự tin Kenneth sẽ bị trôn vùi trong đống đổ nát. Sau đó anh ra lệnh cho Maya rút lui nhưng cô đã bị Kirei phát hiện là một sát thủ kỹ năng mạnh nhất của Kirei là phi dao và thân thủ siêu phàm Maya suýt chết nhưng mà Emilia đã ứng cứu kịp thời. Assassin cũng xuất hiện và thông báo cho Kirei về hành vi giết người của Caster. Cha xứ nhận thấy Caster đã vi phạm luật lệ của cuộc chiến chén thánh nên đã đưa ra đề nghị các Master khác phải hợp tác để tiêu diệt Caster với phần tưởng là một lệnh chú bổ sung. Thông qua thông báo này, Tokyomi cũng đã biết Kenneth vẫn chưa hề chết và Emiya cũng nhận ra giám sát viên của cuộc chiến lần này có dấu hiệu không trung thực. Anh quyết sẽ không để Saber tham gia vào trận chiến tiêu diệt Caster, nhưng hắn ta lại tự vác xác đến chỗ của Saber và mang theo một đống trẻ con để đe dọa cô xuất hiện. Saber nổi điên và lao về phía hắn ta Nhưng mà một tay bị què nên là không thể vung kiếm thoải mái Lancer đột nhiên xuất hiện giải nguy Và hai người liên thủ cùng nhau tiêu diệt Caster trong lâu đài tình ái, Kenneth cũng đang đi tìm Emilia để trả thù và lần này hắn mang thêm một quả cầu ma pháp có khả năng chặn toàn bộ những thứ gì lao vào hắn. Toàn bộ bẫy và súng ống của Emilia đều vô dụng, anh buộc phải sử dụng ma pháp ngưng động thời gian để bỏ chạy. Nhưng mà áp lực cơ thể phải nhận vì tuyệt trâu này là rất nhiều nên anh bị giới hạn số lần sử dụng. Kenneth tiếp tục thi chuyển ma pháp truy tìm. Emilia sử dụng ma pháp thời gian một lần nữa. Kenneth bám theo tới nơi nhưng mất phương hướng. Emilia bắn một loạt đạn về phía hắn. Kenneth vẫn đứng yên một cách tự tin cho đến khi Emilia mang át chủ của mình ra một viên đạn xuyên phép thuật được làm từ xương có chứa căn nguyên của Emilia nói như kiểu nội tại của mỗi pháp sư ấy. và căn nguyên của Emilia thì là làm rối loạn pháp thuật của người khác Kenneth bị thương và trở nên điên cuồng liên tục la vào Emilia một cách mù quáng và bị anh đả thương dễ dàng Lancer sau khi cùng Saber phá hết phép thuật của Caster đã buộc phải quay lại để cứu chủ nhân trận chiến giữa Kenneth và Emilia chấm dứt nhưng ở ngoài bìa rừng, Maya và Iris lại chạm mặt với Kirei. Hắn dễ dàng đánh bại cả hai và buộc phải rời đi vì hai tin Saber đang đến. Với ma pháp hồi phục đến từ vỏ kiếm Avalon của Saber, hai người kịp thời hồi phục và tiếp tục cùng Emilia tham gia cuộc chiến. Về phía Kainet tuy còn sống nhưng thanh niên này bị phế. Vợ hắn Sola đề nghị chuẩn lệnh chú sang cho mình để thay hắn tiếp tục cuộc chiến, nhưng mà Kainet không đồng ý. Và thế là vợ đánh chồng để cướp lệnh chú với lệnh chú trong tay, Sola mong nhận được sự phục vụ của Lancer, nhưng mà danh dự hiệp sĩ của Lancer không cho phép cái đứa đánh chồng để cướp. Anh chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất, nhưng mà Sola là phụ nữ. Sola nói dối là sẽ dùng điều ước chén thánh để cứu lấy chủ nhân Kenneth của anh và thế là Lancer tạm chấp nhận. Tiếp tục câu chuyện về Rider. Sau một vài thí nghiệm nhỏ, Weaver đã tìm được vị trí của Caster Cậu và Rider lên đường đi tìm, nhưng những gì nhận lại được là một nghĩa trang toàn xác người. Chưa kịp hoàn hồn thì Assassin xuất hiện và chúng ngay lập tức chuẩn mất vì biết mình không thể ăn được Rider Waver nhờ Rider hỏa theo chỗ này để an táng cho những người đã khuất và lặng lẽ rời đi sau đó hai người đến lâu đài của Iceburn để Rider rủ Saber uống rượu. Archer cũng xuất hiện và tham gia cuộc vui của các bậc đế vương. Một bà thì nghiêm túc nói câu nào thẳng tuột câu đấy, một ông thì bỗ bã như ngồi quán bia về hè, một thằng thì thượng đẳng mở mồm ra là kỳ thị người khác, nhưng lại ngồi cùng nhau và chia sẻ về điều ước mình sẽ làm. Rider muốn tái sinh làm người để tiếp tục chinh phạt thế giới, Saber thì muốn make nước anh Great again, còn Archer thì chỉ không muốn đứa khác động vào cái chén. Mỗi người có một cách làm vua khác nhau và chẳng có vị vua nào thấp kém hơn ai cả. Buổi talk show đang hay thì bị gián đoạn bởi Assassin do Kirei đã sử dụng lệnh chú đầu tiên. Điều này đã chọc giận Rider, ông triệu hồi bảo khí quân đội đế vương của mình, thay đổi không gian và cản quét toàn bộ Assassin. Assassin chính thức lên bảng và buổi nhậu của các vị vua cũng chấm dứt. Mi theo dõi toàn bộ trận chiến từ đầu, hắn buộc phải thí Assassin để biết được bảo khí của Rider là gì. Về phía Emiya, anh vẫn có chút nghi ngờ về cái chết của Assassin và bắt đầu phân tích về hành động của các master khác. Chuyện cũng xảy ra tương tự với Kirai sau khi mất anh linh của mình phân việc của hắn với nhà tosaka càng trở nên mơ hồ hơn hắn đến để hỏi ý kiến a chờ và được vua của các vị vua nhồi nhét một chút cảm xúc vào đầu tên vô cảm này đột nhiên tay kirei bốc cháy lệnh chủ mới đã xuất hiện chen thánh đã tiếp tục lựa chọn kirei tham gia trận chiến với tư cách độc lập không liên quan đến nhà tosaka nữa trở lại với caster hắn và ryonosuke đang ngày càng điên loạn giết người ngay một nhiều nhưng mà hai thằng điên hợp lại rồi sẽ có ngày trở nên không thể kiểm soát và caster đã quyết định chơi một pha chốt hạ cho buổi trình diễn của mình hắn triệu hồi một con quái vật khổng lồ giữa sông điều này đánh động toàn bộ anh linh hướng về đây với mục đích kiếm thêm một lệnh chú cho chủ nhân với việc triệu hồi quái vật khổng lồ caster vô tình để lộ giới pháp sư với xã hội loài người mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát của cuộc chiến chén thánh buộc tất cả anh linh phải cùng nhau tiêu diệt caster càng nhanh càng tốt nhưng mọi đòn tấn công của rider và archer đều không ăn thua tokyo mi nhận thấy tình hình không ổn nên xin archer xuống dưới hộ giá chờ đã chịu vì hắn là một kẻ thượng đẳng tokyo mi cũng không dám sử dụng lệnh chú vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai kế hoạch của hắn đang dần trở nên lệch hướng vì tính kiêu ngạo của Archer đột nhiên từ trong bóng đêm lao ra một bóng đen đó là Berserker hắn nhảy lên một chiếc máy bay và sử dụng ma thuật biến nó thành bảo khí của mình nhìn thấy Berserker khiến Archer nóng máu hắn đuổi theo để trả mối thù lúc trước còn Tokyo nhảy xuống giao chiến với Kariya trước khi giao chiến Kariya hỏi vì sao Tokyo lại giao con gái của mình cho gia tộc của anh để cô bé phải chịu cực khổ Tokyo giải thích là do mỗi nhà chỉ có một đứa được thừa kế bí thuật nên hắn mới đưa Sakura sang đó để cô bé học hỏi gia tộc mato kariya tức điên khi mình thậm chí còn không phải cha của hai đứa bé còn yêu thương chúng nó còn tokyo mi thì lúc nào cũng chỉ biết đến phép thuật anh sử dụng đống bươm bướm trong cơ thể để tấn công Tokyo Mọi việc xảy ra đều được Kirei quan sát nhưng mà hắn ta cũng không hề giúp Tokyo Quay trở lại với trận chiến trên sông, Emiya đã đến và giết Ryonosuke. Master bị tiêu diệt khiến Caster không còn nguồn cung cấp ma lực và sẽ sớm tan biến. Hắn buộc phải lên bờ ăn thịt người để hút ma lực và để kết liễu một con quái vật khổng lồ như Caster thì buộc phải có một kỹ năng tối thượng từ bảo khí và đó chỉ có thể là thanh Excalibur của Saber. Nhưng để thi triển được kỹ năng mạnh nhất, Saber cần phải cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và Lancer chấp nhận bẻ gãy thành đoạn thường để giải phóng lời nguyền mà anh ám lên cô lúc trước. Trong lúc đó Rider sẽ lôi con quái vật vào ma trận của mình để chờ Saber chuẩn bị. Berserker từ đầu bất ngờ quay lại tấn công Saber nhưng Archer đã ngăn cản hắn kịp thời. Tất cả lúc này hướng về Saber, cô hấp thụ tinh hoa đất trời và tạo ra một thanh kiếm khổng lồ bổ cột quái vật tam sát, caster ra đi chén thánh quay lại về vạch xuất phát các anh linh lại phải chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới ở trên bờ karija bị tokyo mi đánh bại anh sống dở chết dở bỏ đi và gặp phải kirei nhưng mà hắn ta không giết mà còn chữa trị tên sát thủ vô cảm đang dần thay đổi và bắt đầu lấy lại được cảm xúc như một con người sau trận chiến này kenneth đã tàn phế và nhanh chóng đến nhà thờ gặp giám sát viên và yêu cầu nhận một lệnh chú coi như phần thưởng vì đã tiêu diệt caster cùng lúc đó sola một mình ở bờ sông không được làn rời bảo vệ nên đã bị Maya phục kích và biến thành một tay thắt đấu cái tay có lệnh chú bị chặt đấy vì điều này Kenneth lại trở thành master của Lancer nhưng khi vừa trở lại Emilia đã lôi xô tới và bắt Kenneth phải kiếm một hệ bước dùng lệnh chú bắt Lancer về tự sát ngược lại anh sẽ không làm hại vợ chồng hắn ta Kenneth đồng ý và Lancer tự sát ngay trước mặt Saber trong trận chiến giữa các hiệp sĩ Lancer chết không nhắm mắt và nguyên rủa tất cả mọi người sau đó Maya cũng giết hai vợ chồng Kenneth luôn tất cả chứng minh cho thấy Emilia là một con quỷ máu lạnh và mối quan hệ giữa anh với Saber cũng trở nên tồi tệ hơn. Emiya giải thích đó là tội lỗi anh phải gánh để thế giới được hòa bình và rời đi. Sau đó đột nhiên Iris gục ngã, cô đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo nhưng đã giấu Emiya vì không muốn cản trở kế hoạch của anh. Tối hôm đó họ có cuộc gặp mặt tại nhà thờ với Tokyo Mi để bàn cách tiêu diệt Rider vì hiện tại ông là anh linh mạnh nhất và đồng thời cũng là anh linh của người ngoài. Đây là kế hoạch mới của Tokyo Mi để lợi dụng Saber vì một sự kiện bất ngờ đã diễn ra người giám sát tay trong của hắn đã bị giết hại một cách dã man. Bên của Iris thì cũng không vừa, cô đưa ra yêu cầu phải đuổi cổ kia. Kirei nó khỏi nước Nhật thì mới chấp nhận hợp tác. Vì điều này, Tokyo Mi buộc phải đuổi Kirei đi. Nhưng hắn không hề biết Kirei đã lấy được hết lệnh chú của bố và trở thành trọng tài mới. Kirei bắt đầu nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ. Mục đích sống duy nhất của hắn là được quyết đấu với Emilia. A Chờ xuất hiện và hai người thảo luận với nhau. Kirei nói cho A Chờ về mục đích cuối cùng của Tokyo Mi. Chỉ khi bảy anh linh cùng chết thì chiến thành mới được kích hoạt. Đó là lý do mà Tokyo Mi không dám dùng hết lệnh chú. Archer biết được bộ mặt thật của Tokyo Mi nên đưa ra lời đề nghị hợp tác với Kirei vì ít ra là mục đích của hắn không phải là chén thánh. Sau đó Kirei phản bội Tokyo Mi và giết hắn ta rồi lập khế ước mới với Archer. Chính thức trở lại cuộc chiến. Ngày hôm sau, Emilia quay về thăm vợ và biết được bệnh tình của cô. Nhưng trận chiến đang dần đến hồi kết, họ không có thời gian để chăm sóc chim chuột nhau. Iris cũng hiểu chuyện nên là cô trả lại chồng bao kiếm Avalon, chấp nhận từ bỏ sự chữa lành từ bao kiếm để chồng có thêm khả năng bảo vệ bản thân. Hai vợ chồng từ biệt và Emilia tiếp tục kế hoạch của mình. Saber sẽ giao chiến với Rider để thu hút sự chú ý của Archer. Nhân lúc đó, Emilia sẽ ám sát Tokyo Mi. Nhưng mà khi anh tới dinh thự Tosaka, không hề có một kết giới bảo vệ nào quanh ngôi nhà khiến Emilia cảm thấy Khó hiểu, anh tiến vào trong điều tra và biết được Tokyo đã chết. Tại nhà kho, Maya và Iris có thời gian dành để trò chuyện với nhau. Iris tiết lộ việc hai vợ chồng đã cố gắng đoạt lấy chiến thánh không hẳn là vì nhân loại, mà đơn giản là họ phải đạt được chỉ tiêu gia tộc đề ra, không thì con gái của họ sẽ trở thành người tiếp theo phải tham gia cuộc chiến. Iris mong rằng khi mình chết đi, Maya sẽ giúp Emilia thực hiện giấc mơ này. Nhưng đột nhiên Rider xuất hiện, buộc Emilia phải dùng lệnh chú để triệu hồi Saber về nhà kho ngay lập tức. Saber bay về đến nơi thì Iris đã bị bắt đi, còn Maya nằm dưới đất hấp hối Cô mặc kệ cái chết và nhờ Saber đi cứu Iris. Emilia trở lại và nghe được lời thổ lộ tình cảm của Maya với mình trước khi ra đi. Về phía Saber, cô đi tìm Rider và đuổi kịp ông ta, nhưng mà Rider không hề giữ Iris trong tay. Saber không tin nên là tung Excalibur phá vỡ cố xe ngựa của Rider rồi mới rời đi. Emilia cũng đến nhà Mato để điều tra và biết được Kirie đứng sau mọi chuyện. Hắn thông đồng với Cariza, sử dụng kỹ năng biến hình của Berserker để giả dạng Rider và bắt Iris về. Đổi lại hắn ta sẽ đưa Tokyomi cho Cariza để anh trả thù. Kariya hí hửng đến nhà thờ để gặp Tokyomi nhưng mà hắn ta đã chết. Vợ của Tokyomi xuất hiện chứng kiến tất cả Cô nghĩ Kariya đã giết chồng mình nên trách mắng anh ta Bị chính người yêu của mình nghi ngờ và nguyên rủa Kariya trở nên điên loạn và tự tay bóp ngất cô Anh tưởng là đã giết chết tình yêu của đời mình Nên là mất hết sức lực và tinh thần Không còn muốn tham gia trận chiến nữa Và mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Kirei Với sự tiêm nhiễm độc hại của Archer Kirei đang ngày càng trở nên tàn ác Sau đó Kirei xuống nơi giam giữ Iris Và hỏi cô về thân phận của Emiya Vì hắn luôn coi Emiya là đối thủ lớn nhất của mình Và luôn thắc mắc tại sao đều là sát thủ như nhau nhưng Emilia lại được Iris ủng hộ. Iris đưa ra hàng loạt lời sỉ nhục Kirei và nói Emilia có lý tưởng cao cả khác hoàn toàn so với tên vô cảm như Kirei. Điều này khiến Kirei tức giận và giết Iris ngay lập tức khi sang thế giới bên kia. Iris nhận ra mình chính là hiện thân của chén thánh ngay từ lúc đầu và Kirei cũng biết được điều này. Đến đến hắn bắn một loạt pháo lên không trung thông báo cho các Master khác về trận đánh cuối cùng sắp diễn ra. Waver và Rider hiện ra đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Sau bao tháng ngày bên cạnh nhau, Waver đã coi Rider như một người bạn chứ không có quan hệ chủ tớ gì hết. Cậu sử dụng hết sạch ba lệnh chú với cùng một mệnh lệnh giống nhau là hãy chiến thắng chính thức hết quyền hạn là master của rider nhưng ông vẫn dẫn theo cậu để chứng kiến trận đánh cuối cùng của mình hai người gặp archer trên cầu hai vị vua cùng nhau uống chén rượu cuối cùng và lao vào chiến đấu rider cùng Waver kêu gọi binh đoàn trinh phạt của mình cùng nhau xông lên archer đề cao sức mạnh và danh dự của rider nên cũng tiếp đón bằng bảo khí mạnh nhất trong kho bảo khí của hắn toàn bộ binh đoàn của rider bị vùi dập chỉ còn mình ông đứng lại rider thả Waver xuống ra lệnh cho cậu hãy tiếp tục sống để thừa kế tinh thần của ông và lao về phía archer archer tạo ra hàng ngàn thanh kiếm bắn về phía Rider và kết liễu ông. Hắn tiến tới chỗ Waver hỏi cậu có muốn trả thù cho nhà vua không. Waver từ chối vì cậu đã được lệnh phải sống sót. Archer đánh giá cao sự trung thành của Waver và tha cho cậu. Ở một nơi khác, Berserker đang giao chiến với Saber. Chiếc mũ của hắn rơi xuống, tiết lộ thân phận Lancelot với Saber. Nhận ra người chiến binh thần tín nhất nhưng đã bị chính mình đẩy đến chỗ chết, Saber vô cùng hối hận và bị cơn thịnh nộ của Berserker át đảo. Nhưng mà rồi Saber nhận ra để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ thì cách duy nhất là đạt được chén thánh. Cô cắn nước mắt vào trong và kết liễu bờ giấc ở trong cũng bị nỗi ám ảnh giết người yêu mình dằn vặt và bị mấy con sâu trong người cắn xé nên cũng kiệt sức mà chết đi trận chiến giờ chỉ còn lại hai master là emiya và kirei hai người có một trận chiến dai dẳng đạn căn nguyên của emiya không thể đánh bại kỹ năng vật lý của kirei và tốc độ quá nhanh của kirei khiến ngưng động thời gian của emiya thậm chí còn không dùng kịp nhưng mà vì cầm súng trong phòng chơi dao nên là emiya vẫn đánh cân được với kirei khi hai bên chuẩn bị lao vào kết liễu nhau thì chiến thành xuất hiện và đổ một đống máu lên đầu người. Lý do là vì Kirei đã trở thành trọng tài và việc anh và Archer ký khế ước tham gia hoàn toàn không được công nhận nên là Emiya nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng. Sau đó Emiya được đưa vào một áo ảnh và gặp hiện thân của vợ. Cô hỏi anh về điều ước của anh với chiến thánh là gì? Đương nhiên là cứu rỗi thế giới, nhưng mà không có gì xảy ra hết. Đó không phải là cách chiến thánh hoạt động, nó cho Emiya xem lại quá khứ của anh. Để đạt được mục đích cứu rỗi của mình, Emiya đã giết rất nhiều người. Trong tâm trí anh luôn nghĩ rằng nếu mà giết 5 cứu được 10 thì sẽ được coi là công lý. Chính vì thế chén thánh đã cho anh một bài kiểm tra, nếu như có Maya và vợ con anh phải giết một để cứu được hai, anh sẽ giết ai? Emilia đã chọn giết Maya để cứu hai mẹ con. Sau đó chén thánh cho anh một bài kiểm tra nữa, nếu như phải chọn giữa vợ con và 7 tỷ người trên thế giới, anh sẽ chọn ai? Emilia đã quyết định giết vợ con mình để cứu 7 tỷ người. Sau khi lựa chọn, Emiya cảm thấy sai vãi trưởng Tại vì anh thấy mình không có quyền quyết định sinh mạng của người khác Mọi mạng sống đều quan trọng, không có ai đáng sống hơn ai Và công lý sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như phải giết những người mình yêu thương nhất Thế là Emiya đã từ chối Chen thánh và không ước nữa Toàn bộ những gì vừa xảy ra cũng được Kirei theo dõi Tâm lý của hắn như đổi ngược lại với Emiya kẻ mong chén thánh lại từ chối, con kẻ không cần giờ lại khao khát có được. Kirei trách Emilia là kẻ ngu ngốc và ước rằng nếu điều ước đó là của mình thì hắn sẽ ước chén thánh được sống mãi mãi. Emilia không muốn nghe nữa đây là kết liễu Kirei Sau đó anh đi lên trên gặp Saber và Archer và nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Archer nói chén thánh chỉ là thứ mơ hồ và bảo Saber hãy theo mình. Emilia lập tức dùng lệnh chú ra lệnh cho Saber dùng Excalibur phá hủy chén thánh. Saber cố gắng vùng vẫy, cô cũng muốn có điều ước chén thánh nhưng mà cô không thể chống lại được lệnh chú. Chén thánh bị phá hủy khiến dung nham từ nó lan ra khắp nơi. Emilia bỗng nhận ra mình đã phạm sai lầm, tưởng chừng hành động của mình là cao cả nhưng lại vô tình ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội. Anh chạy vào trong đám cháy và cố gắng cứu nhiều người nhất có thể con Saber được đưa trở lại thời của mình. Khoảnh khắc lúc cô khiến toàn bộ binh lính bao gồm cả Lancelot hy sinh, cô liên tục xin lỗi và hứa sẽ lấy được chén thánh một ngày nào đó để sửa chữa toàn bộ lỗi lầm của mình. Còn về chờ hắn hoàn toàn không sao hết sau vụ phá hủy và Kirei cũng vậy, dù đã bị chính tay Emilia giết chết, tất cả là do hắn đã thực hiện điều ước với chén thánh. Đúng vậy, Kirei sau khi ký hợp ước mới với chờ đã được chén thánh coi như là một master thứ tám và khi Emilia không ước thì điều ước được để cho Kirei. Vì thế chén thánh sẽ sống mãi theo điều ước của kirei và hắn sẽ là hiện thân của nó trong những cuộc chiến sắp tới cảm giác này khiến kirei hưng phấn tột cùng cuối cùng hắn cũng đã có mục đích sống của mình a à, chờ cũng vậy và hắn sẽ đi chu du khắp thế giới lý do mà hắn không bị biến mất giống như việc kirei được hồi sinh đều là trường hợp đặc biệt hai người sau đó tạm biệt nhau kirei đang đi thì thấy emiya trong đống đổ nát nhưng mà hắn mặc kệ anh rồi bỏ đi emiya vừa đi vừa cứu người mỗi người anh cứu được là một niềm vui khác nhau đó chính là cảm giác cứu rỗi thế giới anh cần để cứu một ai đó không nhất thiết phải có sự hy sinh trong số những người anh cứu được, có một cậu bé tên là Emiya Shiru, người sẽ trở thành master trong cuộc chiến chén thánh lần thứ năm với trách nhiệm gìn giữ thứ công lý mà mãi sau này bố cậu mới tìm được. Kirei cũng chính thức trở thành cha xứ của nhà thờ và giám sát viên của cuộc chiến chén thánh, đồng thời là thầy dạy pháp thuật của Rin Tosaka, đứa con của Tokiomi Tosaka và cũng là một master tương lai. Và đó là toàn bộ tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư trong First Zero. Cuộc chiến chén thánh thứ năm chỉ diễn ra 10 năm sau đó vì lỗi phần mềm do Saber gây ra trong lúc phá hủy chén thánh. Nếu bạn muốn biết cuộc chiến chén thánh lần thứ năm sẽ như thế nào, Emilia Shiru và Rin Tosaka sẽ làm gì tại đó, thì hãy comment ở phía dưới để video tiếp theo của The Reviewer là siêu tổng hợp cuộc chiến chén thánh lần thứ năm trong Fate Stay Night. Tốt là vui vẻ, đừng quên đăng ký cho The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.